Phong và Dạ Thảo với ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Mời các em vào trong. Mỹ Hoa với ca khúc Giấc Mơ Ngày Xưa. Mẹ
mừng tiết mục Tam Ca. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào trong chuẩn bị chờ đợi kết quả. Và Đình Nghiêm. Thưa quý vị, như vậy là những thí sinh của đội huấn luyện viên nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ đã hoàn thành 4 tiết mục của mình. Và trước khi đến với kết quả, 4 gương mặt sẽ đi tiếp cùng với các vị huấn luyện viên. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tư vấn chia sẻ từ phía đội bạn. Đầu tiên, chúng tôi xin mời năm nghệ sĩ có đôi giày lấp lánh nhất, có tướng ngồi đẹp nhất ngày hôm nay sẽ chia sẻ. Xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa. Cũng rất là khó bởi vì ở cái đội của chú Vũ với cô Trang á, các con gần như là ngang tài ngang sức với nhau, chỉ có chênh nhau một tí thôi. Nhưng mà riêng trong cái ngày hôm nay với phần trình diễn của các con vừa rồi á, thì chú có thể nói chú thích nhất là thích cái cặp Khánh Ngọc và Đình Nghiêm. Bởi vì hai con á, là một cái màu sắc hoàn toàn khác so với cái lần mà các con trình diễn trước đây. Nhưng mà hôm nay các con trở về đúng với cái sự tinh nghịch trẻ trung bằng cái lứa tuổi của các con bây giờ. Hát mà nó hòa quyện cùng với nhau. Rồi đặc biệt là cái phần bè phối của các con á, rất là ăn ý. Mà ở cái tuổi này mà hát bè được như vậy á, thì rất là khó. Bạn nữ hát bè cũng hay mà bạn nam hát bè cũng hay luôn. Rồi một cái cặp nữa, chú Nghĩa cũng cảm thấy là cái cặp của bé Khánh Huế và Mỹ Hoa. Ở đây hai con có lẽ là tuổi lớn hơn so với các bạn chút đúng không? Thành ra cái giọng hát của các con nó vững vàng hơn, âm sắc nó rõ nét hơn, nó sáng, nó vang hơn. Đó là một cái cặp đôi mà chú Nghĩa cũng rất thích. Còn hai cái nhóm còn lại không phải là chú không thích. Nhưng mà ví dụ như hai con nó có người này nhỉnh hơn người kia một chút, nó hơi bị không có đồng đều với nhau lắm. Thành ra là chú nói rằng hai cặp đôi bên đây là nhỉnh hơn một tí là như vậy.
Cảm ơn các con về cả 4 phần trình diễn ngày hôm nay nha. Xin cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa và xin mời hai vị huấn luyện viên, nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Chú Bạch thấy mỗi một bé nó có một cái nét riêng. Mặc dù các con hát tam ca hay song ca, nhưng mà chú Bạch lại tìm thấy cái nét đẹp trong cái giọng mà nó lạ của các con. Thí dụ như cái cặp đôi Tiến Long Dạ Thảo, thì Thảo có những cái quãng giọng quá là lạ, nó làm cho mềm mại, ngọt ngào cái bài hát một cách hết sức là tự nhiên. Hoặc là ở đây như Khánh Huế thì chú làm như chú bị ghiền cái giọng của con á, cái tần số nó hợp với cái lỗ tai của chú hay sao mà chú nghe thì nó lại ăn vào. Trong khi đó thì Mỹ Hoa lại có những cái rất là tinh tế để làm cho hai tụi con thành một cái bố cục rất là đẹp, mà chú nghĩ rằng rất là khác biệt với cái màu sắc của anh Khôi Cẩm Tú hay là của Quỳnh Anh Đức Vĩnh mà đội của chú Dương Triệu Vũ và cô Thu Trang đã có. Còn lại nữa, ở đây thì ba bạn á, không chuyện gì sao không cần biết, nhưng mà bây giờ mình đã hoàn thành rồi, mình tươi. Các con nói chung giữ được cái tinh thần để hát cái bài của vòng thi này thì các con đã là một cái sự cố gắng nỗ lực hết sức. Chú Bạch chỉ chúc các con là các con đã có niềm đam mê như vậy, hãy giữ ngọn lửa đam mê đó, bất kỳ mảnh đất nào các con cũng có thể phát triển được tài năng của mình. Xin cảm ơn. Và bây giờ sẽ là chia sẻ và quyết định của nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Mời nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ trước. Thật sự các con đang làm khó cho chú Vũ với lại cô Trang rất là nhiều. Sao? Là không biết là nên chọn bạn nào, rồi giữ bạn nào, rồi để bạn nào ra về. Nhưng mà cô Trang muốn nói cho các con biết là chúng ta ở đây đã là một gia đình. Nếu như bạn nào có ngừng lại thì cũng hãy ủng hộ cho những người trong gia đình của mình đi tiếp. Không có gì phải buồn, tại vì từ đầu đã xác định đây là một sân chơi. Tụi mình không có thi thố gì ở đây hết á. Không có thi thố gì nha. Tụi con phải xác định là mình không có thi thố. Tụi mình đang vui chơi. Mà vui chơi có đầu tư. Vậy thôi. Còn về chi tiết, về khả năng, về giọng hát thì phải nhờ chú Vũ đây góp ý cho các con. Trước khi chú nói thì chú chỉ muốn dặn mấy con một điều là không được khóc nha. Hôm nay mấy con làm cho chú rất tự hào. Dĩ nhiên chú đã có trong đầu, chú nghĩ là ai sẽ làm tốt hơn và ai sẽ làm ít tốt hơn một chút xíu. Nhưng mà khi mà mấy con lên đó trình diễn thì mấy con hết mình máu lửa và gần như là trình diễn rất hoàn hảo. Cho nên là bây giờ cái đầu của chú nó rối tung luôn á. Nhưng mà thôi, bây giờ thì mình cứ đi thẳng vào vấn đề đi nhé. Một cặp mà chú Vũ và cô Trang nghĩ là đáng lẽ phải đi thẳng vào vòng trong, nhưng mà đây cũng là một điều may mắn để cho hai con có thể trình diễn thêm một bài nữa cho những khán giả ở nhà xem được. Và đây chính là cái cặp mà chú rất tự tin vào giọng hát, khả năng sân khấu, bản lĩnh. Khánh Huế, Mỹ Hoa. Rồi, bây giờ mới là cái điều khó khăn. Bây giờ thì chú sẽ chấm theo cái sự hòa quyện của đúng một cặp song ca nhé. Cho dù là bây giờ có ai đi về thì cũng sẽ là một gia đình với nhau. Bất kỳ lúc nào tụi con cần chú hoặc cô Trang bất kỳ điều gì, muốn hỏi ý kiến là con có nên mặc bộ đồ này hay không, hoặc là hát bài này hay không, hoặc là con nên làm hòa âm ở đâu, hát làm sao, cứ gọi cho chú luôn luôn sẵn sàng 24/24. Và bây giờ cái cặp kế tiếp chú sẽ cho vào trong vòng trong, đó chính là Khánh Ngọc, Đình Nghiêm. Xin chúc mừng Khánh Ngọc và Đình Nghiêm. Thưa quý vị, và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và trở thành những người bạn của nhau như những gì mà chúng ta đã mang đến cho cuộc thi tuyệt đỉnh song ca nhí. Với kết quả vừa rồi, chúng tôi xin chúc mừng 4 chiếc vé đã cùng với huấn luyện viên của mình bước tiếp vào vòng chinh phục. Các thí sinh còn lại, các bạn đã mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm thật khó quên. Và chúng tôi tin chắc rằng các bạn đã có những ký ức đông đầy với những tình bạn thật đẹp. Hãy giữ lại những ký ức ấy cùng với chúng tôi và hứa với chúng tôi, nếu vẫn còn đam mê âm nhạc
hãy quay trở lại đây với tuyệt đỉnh song ca nhí những mùa tiếp theo nhé. Chúng tôi vẫn luôn chào đón tất cả các bạn. Xin được chúc mừng các thí sinh đã giành chiến thắng và dù phải dừng lại, nhưng những thí sinh còn lại cũng đã cháy hết mình và để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng huấn luyện viên và khán giả.
trận gió to. Một phần dàn dựng rất tuyệt vời. Hai bạn quay trở về với dòng nhạc dân gian đương đại thì giống như là cá quay trở về với nước vậy, thể hiện rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Một về phần nhìn, phần nghe đều cảm thấy rất là hay. Biên đạo múa là một cái cặp đôi mà cô Ly rất là thích. Rất là thích, cho nên là dàn dựng cái tiết mục rất là hay. Có sự hỗ trợ của cái nhóm múa đó, cũng như là cái người vai bà. Hồi nãy cô Ly quay qua nói chú Nghĩa, trời ơi, cái người vai bà này diễn quá là hay, rất là hay luôn. Và tụi con, nhất là Vĩnh, con cái bản lĩnh sân khấu của con đã có sẵn rồi. Con có thể ứng biến mọi lúc mọi nơi. Và đặc biệt cái giọng của con thì khi mà lên cao nó không bị chói, nhưng nó rất là chắc và nó có cái nội lực bên trong. Quỳnh Anh thì khi lên cao quá thì nó bay bay á, nó không có được chắc như con. Nhưng mà hai tụi con đúng là chú Khang nói rồi, tụi con là cá gặp nước, cái bài trở lại bài này cá gặp nước rồi. Cho nên tụi con hát rất là thoải mái. Chúc mừng tiết mục của hai con. Có một chi tiết nhỏ mà Nguyên Khang để ý thấy đó là bản lĩnh của Đức Vĩnh khi mà chủ động cầm tay cô gái Vĩnh Quỳnh Anh để bước qua bên đây, phía bên đây để cho thấy là dường như cái sân khấu này nó thuộc về sự kiểm soát của các bạn chứ không còn bị phụ thuộc bởi một yếu tố nào khác nữa. Xin mời cặp đôi Vũ Trang. Con là một niềm tự hào của chú và cô Thu Trang ở đây. Tại vì tất cả những thứ gì mà chú và cô Thu Trang đưa ra cho con đều làm một cách hơn cả cô chú mong đợi nữa. Cái lời nó rất nhiều, rất phức tạp và cái hơi mình phải tiết chế làm sao cho đủ. Quỳnh Anh thì đây là một cô gái miền Trung chứ không phải là miền Bắc. Những cái luyến lấy mà những cái nấc lên á rất là khó cho con để mà thực hiện. Nhưng mà con cũng đã làm một cách tròn trịa và chú rất hài lòng về tiết mục này. Sau xa mưa giông con lại chuẩn bị gây bão với tiết mục bà tôi. Cảm ơn hai con rất nhiều đã làm chú rất hạnh diện. Cảm ơn hai con. Rồi, cô Trang. Xin mời nghệ sĩ Thu Trang. Giống như cái câu mà những cái từ mà bên giống như bên sân khấu, bên cái ngành diễn xuất của cô Trang hay sử dụng á, là tụi con đa dạng vai, nhiều màu sắc và rất là rộng xài. Hai con hai màu khác nhau rõ rệt luôn mà tụi con hoàn thành rất là xuất sắc. Cảm ơn hai chị em. Lần đầu cái chữ nâng thiên tai muôn mùa, chính vì con nhấn cái chữ đầu mạnh quá rồi mà cái chữ thứ hai không có nghe. Bao lưu thẹt gà yếu quá thì đó, cái này thì đã nói là rất là khó. Bây giờ nó không tới bão con ơi, không tới bão. Con vừa mới hát là chỉ có gió hiu hiu vậy thôi chứ không có bão được. Con vẫn giữ cái bão mạnh nhưng mà mình cân lại với cái chữ lũ tiếp theo. Hay là nha, rồi làm lại. Bao lưu thẹt gà nắng cháy khô cạn tin ta buồn mùa vì ai. Bé Ngọc Nhi, Cát Viên là hai thí sinh mạnh trong đội của Đại Nghĩa và chị Cẩm Ly. Nhưng mà cũng khó khăn khi đến với cái tuần thi này là bởi vì cái bài hát này, thứ nhất là với Cát Viên thì dường như cũng không có phải thuộc sở trường của cô bé. Còn với Ngọc Nhi thì có lẽ là có lợi thế một tí bởi vì cô bé này ngay từ cái vòng đầu khi xuất hiện thì cũng đã sôi sục, đã dâng tràn, đã máu lửa rồi. Cho nên là đến với cái vòng thi này đôi khi là phải kìm lại bớt một chút xíu. Hai bé là một cái sự kết hợp với nhau như thế, cho nên cả hai con một lần nữa với cái tuần thi này lại là một thử thách. Ta là thằng rừng đây. Ta là thằng rừng. Ta là thằng rừng. Còn ta là quần thủy biển đây. Ủa vậy ba chị em mình là một cái quần thể sinh học vậy? Đúng rồi chị. Hai chị là thằng rừng á thì hai chị hát kiểu như vậy. Còn em á nha, em là thần biển cho nên em hát kiểu khác. Hai chị biết kiểu gì không? Không. Đó chính là kiểu loài người đang phá tan rừng cây, cho muôn loài không còn chốn nương thân. Trời ơi. Để em hát tiếp nha. Thôi. Em hát tiếp nha. Thôi em hát chặt là ba chị quên giai điệu luôn á. Bay về đâu hỡi con chim lạc đàn, đi
đã không còn ca hát, cánh dương xanh đã không còn bóng mát. Ai ngờ hai cô gái của chúng ta trước đây quý vị yêu mến với giọng hát trong trẻo khi mà hát pop ballad, hôm nay là rực cháy với ca khúc rock cực kỳ sôi động trên sân khấu này. Và xin được giới thiệu Cát Viên và Ngọc Nhi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời huấn luyện viên Bạch Gia Trang. Ở đây chú Bạch rất thích chủ đề mà các huấn luyện viên của con đã chọn bài hát này. Bởi vì cái tương lai của tụi con, nếu ngay từ nhỏ các con đã biết ý thức về bảo vệ môi trường thì khi trở thành người trưởng thành thì các con đã có nguyên một quá trình, và quá trình đó sẽ theo tụi con suốt cuộc đời. Cái bài hát của tụi con hôm nay nó làm phong phú thêm cho chủ đề của chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí của chúng ta. Và
nếu các bạn nhỏ sẽ đồng cảm được chủ đề này, thì khi mình vứt một cái rác ở đâu, tự nhiên mình phải có ý thức. Và điều đó, mỗi người làm một chút, nó sẽ góp phần chung cho sự bảo vệ môi trường của chúng ta. Bảo vệ môi trường là cái gì? Chính là cho tương lai của hành tinh xanh, của địa cầu này, và trong đó có các con. Xin cảm ơn huấn luyện viên Thanh Bạch. Xin mời gia đình Vũ Trang. Chú Vũ rất là ấn tượng với lại Ngọc Nhi, là tại vì con là một trong những thí sinh mà kể từ cái vòng ở ngoài là mình đã nhớ con là ai rồi. Chú nhớ con là cô bé rất nhỏ tuổi nè. Khi con hát là con cho thấy, mọi người thấy được là cái sự cố gắng và nỗ lực hết của con để đẩy lên cái đỉnh điểm đó, và mọi người cảm nhận được cái đó và đã thật là hào hứng theo cái thông điệp mà con gửi về bảo vệ môi trường. Còn về các viên thì con cũng hát rất tốt về những cái nốt cao, nhưng mà những cái nốt trầm á cũng giống rất là nhiều cái trường hợp và thi trước con, là có lẽ là tại vì cái giọng mình nó chưa có phát triển hết, cho nên những cái nốt cao nó lại dễ hát hơn là những nốt thấp. Cho nên là con về con ráng tập luyện thật nhiều. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì chú cảm thấy rất hài lòng. Một màn lột xác vô cùng ngoạn mục khi huấn luyện viên đã đặt trên vai của hai cô bé của chúng ta một thử thách không hề dễ. Xin mời gia đình huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Vũ biết không, tất cả các bé đều bị gặp một cái vấn đề là các nốt thấp. Tại vì ở cái lứa tuổi này hát cao rất là dễ nhưng hát thấp thì khó. Cái đó là tất cả các bé trong chương trình luôn đều mắc phải hết. Hôm nay thì cô cảm thấy rất là hài lòng. Tại vì khỏi cần nói, tất cả các con đã đốt cháy sân khấu ở đây, tất cả mọi người đều phải cuốn theo cái bài diễn của con. Như thế là cô thấy cảm thấy là đã thành công lắm rồi. Ở đây thì có Ngọc Nhi, là cô này hình như nhỏ tuổi nhất trong chương trình chắc, nhưng nội lực của chị là khủng nhất. Nhưng mà chỉ được cái á là cô rất là thích ở cái tinh thần của con, lúc nào cũng lạc quan, cười, nói gì cũng cười hết trơn. Nhưng mà hay cái nhỏ, nhưng mà khi mà truyền đạt hoặc là muốn làm cái gì nói ra, con đều nắm bắt và sửa được. Con rất là nhanh, con tiếp thu rất là nhanh. Còn đối với các viên thì ở cô nghĩ là cô sẽ khai phá con nhiều nếu con đi sâu. Cô nhìn thấy ở cái tiềm năng của con rất nhiều, không phải ở một thể loại như thế này, nhưng thoải mái tự tin hơn như em Nhi vậy đó, thì mình sẽ không có bị áp lực. Nghe con, lúc nào cũng cười tươi, hai đứa cười tươi cho con coi nè. Chúc mừng tiếp tục của tụi con. Theo như lời của cô Ly, chú Nghĩa nói á, thì cô Trang thấy các viên á rất là tương đồng với cô Trang, bởi vì mình ít nói. Dạ. Và mình sống nội tâm đó con. Xin lỗi Thu Trang, nhưng mà khi mà Thu Trang nói câu đó, có để ý quan sát thái độ của mọi người xung quanh không? Bất cần con á, bất cần. Mình chỉ biết mình thôi. Vậy thôi. Như vậy đó là điểm chung nhất. Dạ. Nội tâm lắm mình. Dạ. Cô cũng của sống Trang rất là nội tâm. Nội tâm của cô Trang nghe thật là nhẫn tâm đó con. Và chúc mừng hai bà. Bao lần tôi hồ hôi sao trời.
mình phải sang. Ai ăn hủ tiếu gõ ngon? Ăn con, ăn. Cho hai tô đặc biệt. Lạp. Cho chú giờ bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Yeah. Tèo Em, Tèo Em cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm xí nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi vời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê, nơi đây mai đó, vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và dạ, gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe dạ con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới ôm để nói, để nha. Nói mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và chú mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triều Vũ, Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Như anh lùi bước. Chủ ơi, cho dĩa Ốc lên không chủ ơi? Anh ơi, chủ quán ơi, kêu đồ từ xa. Nè, em mang đi em. Cả đêm sóng bóng chớt tu
bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít nói bay lớn mà. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua. Sao tụi con đâu nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chúng có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi, nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em được không nè? Dạ dạ, để rồi em ra chuẩn bị nha chị. Go ê. Go. Và theo lời yêu cầu, cô xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ
Cũng tạm mà bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây nay có quà nè. Thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy, quà gì vậy? Nè. Wow. Một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang. Con luôn
chia sẻ với tôi, em xin lỗi. Sẽ ngồi bên cha nhiên, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim. Phần để nuôi cò anh em mình đều không hề chiêu, mà nghĩ thương cha thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn ngon nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Bởi chén cơm không cho đầy để con lẻ, còn cha cũng chỉ cần rằng cha mãi biết đồng số. Tạm biệt
chim én xưa, tạm biệt những giấc mơ và dàn hoa tím bên nhà anh nhớ mơ. Chậu đua bé nhỏ dịu dàng trong đám cờ, đợi chờ con én những chiều xa xa xa. Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la, tóc mùa xuân theo gió du em du em du em vòng bay. Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la, tóc mùa xuân theo gió du em về quê hương. Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn một ngày tiếp xuống về rồi người chạy lên đường để nhồi hoa tiêm vây chào theo thiết tha. Anh như chim bay xa, như đàn chim bay trong phòng ba góc trời kia, chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ. Anh như chim bay xa, những đàn chim bay trong phòng ba góc trời kia, chim én thương ai đợi chờ ai. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. La 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 la. Ngoài kia có chú bé treo cành me mắt sẽ tròn lắng nghe. Trong nhóm Tam Ca, Hoàng Ý, Trâm Khanh và Lâm Khuê. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn bước vào trong để đến với tiết mục tiếp theo. Cảm ơn ba bạn rất dễ thương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Xin mời. Sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ rìm rìm. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào. Nắng sớm,
Thank you.
Xin chúc mừng Bảo Cương, Ngọc Thanh và Ngọc Đức. Tiếp theo là tiết mục Em đi trên cỏ non với phần thể hiện của Trúc Mai và Mai Anh. Xin mời tất cả các bạn của đội Bạch Gia Trang, chúng ta cùng bước ra sân khấu để đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 4 tiết mục của đội Bạch Gia Trang, nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang sẽ đưa ra những lời nhận xét trước khi đưa ra quyết định của mình. Xin mời. Chú Bạch nghĩ rằng đối với những người làm nghệ thuật hay là nghiên cứu khoa học, không có từ thất bại mà chỉ có từ chưa thành công. Điều quan trọng là phải giữ niềm đam mê. Lần này mình chưa may mắn một chút, mình chưa thành công một chút, không có nghĩa là mình thất bại. Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch cũng rất là tiếc là cái khoảng thời gian vừa qua nó cũng không có đủ dài để cho thầy cô có thể gặp gỡ được tụi con nhiều hơn, chỉ dạy cho tụi con thêm những cái kinh nghiệm hơn nữa. Nhưng mà không sao, dừng lại cuộc chơi, mình vẫn là một gia đình nha tụi con, mình không có buồn ha. Ok, rồi bây giờ bốn bạn may mắn trong số tất cả các con ngày hôm nay sẽ được lọt tiếp vào vòng trong. Đó là bốn bạn vững chãi hơn, tâm lý ổn định hơn, tập trung hơn, kỹ thuật hát chắc chắn hơn các bạn còn lại chút xíu ha. Có nghĩa là không phải các bạn còn lại là chưa có tốt, không phải vậy đâu. Các con thiếu may mắn chút xíu, mình cần phải rèn luyện thêm. Bạn đầu tiên trong nhóm của các con được lọt vào vòng trong đó chính là bạn cô chúc mừng Ngọc Thanh. Và cùng đồng hành
tiếp theo với Ngọc Thanh. Xin được chúc mừng Lam Khuê. Trước khi cô đọc tên bạn kế tiếp, cô muốn gửi gắm một điều là tất cả các con, khi mà được vào vòng trong có nghĩa là mình may mắn hơn bạn, thì cái quyết tâm của mình phải lớn hơn nữa. Các con có đồng ý không? Phải cố gắng, phải quyết liệt hơn nữa nha. Bạn kế tiếp sẽ được tiếp tục đi tiếp với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí với đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch, đó là bạn Hoàng Yến. Và bạn cuối cùng tấm vé thứ tư, xin được chúc mừng Kiều Vi. Thưa quý vị, như vậy là 4 chiếc vé tương ứng với lại 4 thí sinh đã bước tiếp vào vòng tiếp theo của chúng ta. Và dù cho các thí sinh của chúng ta đã nhận được những chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo, nhưng các bạn cũng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự lựa chọn của các vị huấn luyện viên. Các thí sinh chưa may mắn ở lần này, các bạn vẫn còn có những cơ hội để chúng ta đam mê, trau dồi và tập luyện hơn nữa, để những kỳ Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí lần sau các bạn có thể quay trở lại với chúng tôi và hy vọng các bạn sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa đến với phần lựa chọn của huấn luyện viên Thanh Bạch và huấn luyện viên Đoan Trang. Cảm ơn các bạn nhỏ rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã chọn được những thí sinh xuất sắc nhất của các đội để nhận chiếc vé may mắn bước tiếp vào vòng tiếp theo. Và Bảo Ngọc chúc các bạn bản lĩnh, tự tin nha. Vâng, và đó là lời chúc của Bảo Ngọc. Nhưng điều quan trọng là các bạn nhỏ của chúng ta phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để tỏa sáng nha. Thưa quý vị, chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like. Vì đại nghĩa Cẩm Ly Minh Tuyết đã trao tấm vé may mắn cho các thí sinh Minh Thiện, Minh Tuyền và cặp đôi Phương Vi, Quỳnh Thi để tiếp tục hành trình của mình. Các chiến binh được cặp huấn luyện viên Thanh Bạch, Đoan Trang lựa chọn để tham gia vòng chinh phục đầy chông gai phía trước là Ngọc Thanh, Lam Khuê, Hoàng Yến và Kiều Vi. Hãy cùng chờ đón những thử thách tiếp theo trong hành trình chinh phục vinh quang của các thí sinh tài năng của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Thôi con tính nói nữa hả? Vậy thôi, một câu mở màn mình chào khán giả để mình thực hiện một cái vai trò mới, giống như là mình là một người dẫn chương trình, coi cái cảm giác sẽ làm sao thôi con ha. Giờ phải trả lại cái vị trí này cho chú đó, đúng không? Cảm ơn con. Thưa quý vị khán giả, chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Như quý vị cũng còn nhớ, ở tuần trước, Thảo Nguyên, cô gái này đây, cùng với Hoàng Minh, chàng trai này đây, đã có một cái màn tranh tài rất là hấp dẫn với cái ca khúc Góc Tối. Và các vị trong sứ giả âm nhạc rất là nhức đầu để phải nghĩ đến cái việc là loại ai và giữ ai lại với chương trình. Sau một tuần đắn đo suy xét, bây giờ thì các vị sứ giả âm nhạc đã có kết quả. Thủ lĩnh Kali đã đứng thay thế vị trí của Hoàng Minh. Và bên đây Thảo Nguyên vẫn tự tin đứng một mình. Vậy thì ai sẽ là người bay vào không gian? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. 3, 2, 1, bắt đầu!
mời Thảo Mỹ Tuyền. Người chiến thắng là Thảo Nguy. Rồi hai con đây. 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 Gia chiến đã về. Cảm ơn con. Sao của Lĩnh Nguyên Khang hài lòng chứ? Dạ cũng cũng rất là hài lòng. Tại con bé nhà em nó rất là tự tin trong phần thể hiện vừa rồi. Rồi bây giờ cả nhà mình về chỗ đi, nghỉ ngơi thư giãn anh, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Anh ơi, đón về. Em muốn lót Kali. Trời ơi, đã lắm anh. Đã vô cùng. Cái áo ổn không? Không, hộp chắc lắm anh, hộp chắc khỏe lắm. Không bao giờ đây có thể rớt được. Đã đúng không? Mình đừng quan tâm tới hộp mà quan tâm tới con đi đây nha. Con đã trải qua 3 vòng rất là xuất sắc rồi, cho dù cô bị rớt nhưng mà cô rất là tự hào về con. Đây, bây giờ mình thắng mình có quyền kiêu hãnh lên em, mặt hách lên coi. Chói quá. Chói, chói. Sao vậy? Sao vậy? Hào quang, hào quang nói chiếu cho tôi. Vậy là phải nghiêng bên đây mới chói cho em. Không, không. Trời ơi, trời tới rồi, đổ không nổi rồi. Quá trời luôn, quá trời ánh sáng. Giờ vui không con? Nhưng mình không được chủ quan ha. Hồi nãy con cũng phải là rất là cố gắng để mà có thể thắng được một đối thủ rất là mạnh như vậy. Vậy thì giờ thầy quá, bé nó khiêm tốn quá. Con hãy tia qua hai đội còn lại, bên đây và bên đây. Con muốn thách đấu với đội nào? Sao chú Khang? Chú Khang tính sao? Chú Khang rất là tôn trọng ý kiến của con. Thảo Nguyên, có cái ý kiến gì không? Con theo chú. Ủa, con theo chú hả? Ừ. Theo như binh pháp của Tôn Tử có nói, nếu như mà chúng ta đang thừa thắng thì phong thủy chỗ nào tốt, quánh tiếp chỗ đó, quánh tiếp chỗ đó. Phong thủy chỗ nào tốt, quánh tiếp chỗ đó. Hiểu luôn á. Hiểu luôn á. Hiểu luôn á. Bên đây đang rất là sẵn sàng để chiến đấu. Hồi nãy cái tướng ngồi mà thoải mái nó như vậy nè. Còn tướng lo nó như vậy. té một lần rồi đó. Té lần rồi. Rồi rút lại. Ủa mà nó nghe là sao hai vợ chồng có vẻ không hòa thuận lắm ha. Không hòa thuận lắm đúng không? Thương lắm không? Thương là chiến trường á. Thương trường là chiến trường, không có phân biệt gì luôn không? Phân biệt vậy đó. Bây giờ chú nghĩ là cái đội của cô Kali, cô đang rất là thích mình đó. Bây giờ con nghĩ coi là hai người còn lại có muốn chọn bạn nào? Con rất là thích em Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thích đó, cái cảm giác của Ngọc Nhi. Cô ấy là chọn mình. Con thấy con hát bài nào hay nhất, con chọn đi. Dạ, con nghĩ là con sẽ chọn bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Giọt Sương Trên Mí Mắt của nhạc sĩ Thanh Tùng đúng không? Dạ. Nhạc sĩ Thanh Tùng đó nha. Vậy thì mời hai con vào vị trí. Dẫn nội công. Thôi, mình cũng dẫn nội công luôn đi con. Trời ơi, hai cô gái xinh đẹp sẽ đấu cùng với nhau trong cái bài hát này. Mời hai thủ lĩnh không có phận sự về chỗ. Cố lên nha, cố lên, cố lên. Và bây giờ, trận đấu của Thảo Nguyên và Ngọc Nhi với ca khúc Giọt Sương Trên Mí Mắt. Bắt đầu. Tự tin, con em rất là tự tin. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Chào đời bên nơi buồn vui như con gió thoát ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, càng khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tanh. Có những lúc em cười thật buồn, sao mặt trời dịu êm.
sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng ở trong tim, giọt sương trên mi mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Được là hai con bé nó hát hai cách khác nhau không? Con bé này là hát giọt sương trên mí mắt, như này là mắt hai mí, nhưng mà tống lực ra mắt con hai bé mí, này mắt hai mí giống em hả? Không, anh nghe nè, bé này nó hát những cái đoạn nó bỏ nhỏ trong cái đoạn lúc mà nó lên điệp khúc đây, mắt một mí nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ, đoạn luyến rất là điêu luyện. Con hát giống chú Nguyên Khang hồi xưa, con hát chú Nguyên Khang của thời hiện tại. Anh tỏ lại đi. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng một ca khúc giọt sương trên mí mắt như nhạc sĩ Thanh Tùng viết cho hai cái loại mí khác nhau. Thường là có cái sự thay đổi của mí mắt mới suy nghĩ ra được cái điều đó. Cãi tôi đi, cãi tôi đi. Cảm ơn hai thủ lĩnh, mời hai thủ lĩnh về chỗ. Hai con hát hay lắm. Bây giờ thì mình nghe ý kiến từ các vị sứ giả âm nhạc nha. Chào hai con. Thứ nhất là bây giờ cô chọn màu xanh, nhận xét cho bé độ màu xanh trước. Có một chất giọng hát về phần phát âm rất là tốt, phát âm con rất là rõ, nhưng mà con bị một cái khuyết điểm, đó là về những cái tông giọng thấp của con. Con không có sáng. Đối thủ của con lại là một người rất là kinh nghiệm, với lại cũng đã hát bài trước là đã mở giọng được rồi, mà con vẫn không có bị nao núng, không có bị rụt rè trước chị. Nhưng mà có điều là nếu như mà cái phần trình diễn này con màu sắc hơn nữa, con đúng với lại cái bộ đồ con đang mặc, con rock hơn nữa, thì chắc là con sẽ chiếm ưu thế với chị nhiều hơn. Còn bé bên màu đỏ thì là bé quá tốt rồi, tại vì bé cũng lớn rồi, con cũng đã có một cái kinh nghiệm dày dặn trong việc hát. Nhưng mà có một cái khuyết điểm của con, đó là khi con nhớ là cái phần điệp khúc khi con vừa vào á, con đừng có đẩy vào những cái phần phụ âm. Phụ âm là những cái chữ cờ, chữ nhờ đó, cho rồi có những lúc con đè vào cái chữ có quá thì những người nghe người ta sẽ bị giật mình và cái âm thanh của nó sẽ không có đẹp. Cảm ơn tụi con nhiều. Dạ con cảm ơn thầy Huy. Cảm ơn cô Phương. Mời hai con theo chú Nghĩa đi. Sao Ngọc Nhi, cái bộ đồ chói quá, bây giờ con có muốn nhờ thủ lĩnh của con với cái bộ đồ cũng chói chói như con lên đứng giùm không? Dạ con muốn à. Con muốn à. Nhưng mà chú Nghĩa nghĩ rằng hay là mình nên tự tin mình đứng ở đây đi. Cái cảm giác bay giữa ngân hà tuyệt vời lắm, không tin con về con gọi hỏi chú Nam Cường nha. Ở đó con gái. Sao? Đứng đây chứ em đứng đó rồi, lấy giờ mình nhờ. Vâng, con đúng rồi. Được hai không Nguyên? Hát cái bài con. Hát nó cá tính, nó mạnh mẽ quá. Mà bây giờ mình phải yếu đuối, mình nhờ vả ai? Đứng đây, tự tin lên nào. Và bây giờ, chúng ta sẽ biết kết quả. 3, 2, 1, bắt đầu.
Mọi việc vẫn bình yên. Cô ấy bay vào không gian nhưng mà rất là nhẹ nhàng, dễ mãi. Người chiến thắng một lần nữa là Thảo Nguyên. Mời con. Chúc mừng con. Giọt sương trên hai mí mắt. Giọt sương trên cái mắt hai mí. Đó. Phải nói rõ là vậy. Vui không nè khi mình thắng liên tiếp hai trận? Thật ra là những cái trận đấu này nó rất là khó đối với con. Rất phải cố gắng để mà có thể thắng được ngay cái đối thủ mạnh như vậy, là con cảm thấy rất là vui. Con rất khiêm tốn, đáng yêu vô cùng. Bây giờ về chỗ nghỉ ngơi, chú Khang tiếp nước tiếp bánh cho con nha. Đi. Trời ơi, thắng hai trận rồi. Cái mặt mình phải hách hơn hồi nãy nữa em. Sao mặt co rúm rúm vậy? Em không thấy đường hết anh ơi. Chói quá lên. Chói quá, không thấy gì hết cả. Trời ơi. Chói quá. Con ơi, là... bây giờ cái ánh sáng của con nó làm cho gọi giống như kiến mát không anh? Có kiến mát em đeo. Có kiến cận anh, có kiến cận. Thôi thôi. Bây giờ biết nói sao nữa. Nói sao giờ? Bây giờ mình phải chờ xem Thảo Nguyên quyết định thách đấu với đội nào tiếp theo. Bên đây còn có một người, bên đây còn tới hai người, không mấy mình làm loạn một bên luôn con. Dẹp hẳn một bên luôn. Người ta bảo là không nên làm như thế. Bởi vì nếu như mà mình truy cùng đuổi tận như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đội đối phương. Nhưng mà thôi mình làm vậy cũng được. Nãy giờ ngay từ đầu là tôi đã cất ẩn số trong đây. Nhỏ nhưng có giỏ. Con dám tự tin con thi không con? Dạ dám. Nói lớn lên rồi. Dạ dám. Đâu có muốn thách đấu bên đó đâu. Cái người nào người ta đang thắng người ta đang có quyền nói á. Thì mình cũng giả bộ mình hù hù vậy đó. Thử mời cái hát bây giờ nè, mình có ẩn số đúng không? Mình cất luôn đi. Cất luôn đi. Đội của cô hiện tại đang rất là sẵn sàng để chiến đấu, rất là tự tin. Im lặng nghe con gái nói. Đầu luôn á. Bên đây đúng không? Con xét bài gì? Lòng mẹ. Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân hả? Dạ. Thấy chưa? Wow. Con em nó có một cái chất riêng của nó. Con sẵn sàng chưa? Con chưa bao giờ hát dân ca ấy. Bà con chưa bao giờ hát dân ca trên sân khấu. Ánh mắt của con bé nó ánh lên một rõ vẻ lo lắng và sợ sợ. Con là người chiến thắng hai vòng rồi, tới vòng này con phải tự tin lên chứ, đúng không? Chính vì chiến thắng hai vòng nên vòng này mệt, bớt tự tin. Không lẽ em lại bước ra để thể hiện khả năng của mình sao? Không có biết gì về âm nhạc, đi về chỗ. Sao lúc này không chói nữa, không chói nữa? Tại vì lo rồi em. Lo à, lúc mà chị nhìn mắt rõ hơn. Chói mắt quá. Ủa chưa thi mà chói cái gì? Chói dạ. Cái dạ lên mắt em hả? Như Quỳnh. Trời ơi. Và Thảo Nguyên với cả lòng mẹ. Trận đấu bắt đầu. Cái gì vậy? Dùng quyền trợ giúp bạn. Cái gì vậy? Có tiếng gì vậy? Tôi có quyền mà. Quyền gì vậy? Giơ lên xem. Đây. Quyền. Chặn. Chặn. Trời ơi. Em tự tin lắm mà tại sao dùng quyền chặn? Dạ thôi anh nói vậy chứ. Em còn có đứa con mà. Anh thấy chưa? Không đỡ lòng nào để con em ra. Sao? Như Quỳnh vô đây con. Vô con. Vô đây. Trời ơi. Gà chiến của tôi mà. Vậy thì cái quyền ẩn số. Phải ẩn số. Yeah. Anh thấy không? Anh thấy không? Đó. Đâu cũng vô đó rồi. Người tính còn bằng trời tính. Cuối cùng, còn dám đấu không con? Dạ dạ. Trời ơi, đứng lên liền. Cảm ơn hả con? Quá cưng, ẩn số nè mới thấy cưng nè. Thiệt luôn á. Ẩn số đứng cái tướng là thấy ẩn mình rồi. Nhưng mà giọng hát là rất là tỏa sáng. Và bây giờ, hãy cổ vũ cho cả hai đấu sĩ Thảo Nguyên và Trâm Anh trong trận đấu này với ca khúc Long Mẹ. Bắt đầu. Người chiến thắng là Trâm Anh, ốc tiêu của chúng ta. Đi con đi xuống, bưng con về em ơi, bưng con về. Bưng nha. Về liền, nhỏ quá, đi lâu lắm, bưng quá mà. Đó. Thấy cưng quá. Cảm giác của con bây giờ thế nào? Dạ rất là vui. Chú Duy về tiếp sức cho con nhanh. Rồi. Xin mời Nguyên Khang. Sao em ổn không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Năng lượng của vũ trụ đã hấp thụ vào cơ thể của Nguyên Khang. Không gì cả. Không gì cả. Mà muốn rơi nước mắt vậy đó hả? Hèn gì. Tại vì thương mẹ. Nghe cái khúc gặp mẹ xong cảm động. Lạ ha. Sao em? Giờ thì mắt anh mở sáng rực lên. Anh hết chói rồi. Nãy anh làm cái ghét không anh? Không phải. Tại lúc này mặt trời đã đi ngủ rồi. Bây giờ là bóng đêm đã lên ngôi. Vũ trụ ơi vũ. Mình giành chiến thắng. Mình có quyền chọn đội để mình thách đấu. Bây giờ cả nhà mình hợp kín với nhau nha. Đồng vợ, đồng chồng, tác biển Đông cũng cạn đó anh. Rồi, ok, chấp nhận. Vậy là anh sao?
hai vợ chồng tính là thỏa hiệp với nhau thiệt á hả? Thì đó, tư tưởng là trước mắt là vậy đó. Tại nãy tính bỏ qua rồi mà cứ chói chói ngay giờ thấy ghét lắm. Con chọn ai con? Con chọn Minh Hằng. Ok, này chọn đúng luôn, cùng sai luôn nha. Cùng sai luôn ha. Sai luôn đó. Có lo lắng không? Dễ thương quá. Dạ không. Rồi thôi ra đi. Ở đây bên đây hứa hẹn sẽ là một tiết mục cực kỳ đáng yêu nè. Nhưng mà bây giờ chưa phải hỏi thăm Minh Hằng nè. Con được bên kia là chị thách đấu, mình sẽ hát bài gì? Con được quyền chọn bài. Dạ con sẽ hát bài rất là dễ thương, đó chính là bài Nàng Tiên Cá. Nàng Tiên Cá. Chú Khang, đây là chiến binh cuối cùng của chú. Con nói gì nè? Chú nói con nghe nè. Mình hãy lấy năng lượng của vũ trụ. Vũ trụ để hòa năng lượng hàng của con. Nhờ năng lượng của vũ trụ mà nãy chú mới bay vô trọng đó. Thôi mình lấy cái khác đi. Con yên tâm đi, tại vì chú lấy lộn năng lượng của vũ trụ khác. Mình lấy năng lượng của vũ trụ hành tinh chúng ta đang sống. Nào, chúng ta sẽ cùng lấy năng lượng. Năng lượng của vũ trụ. Yeah. Rồi, thì tốt con nghe. Bắt đầu trận đấu giữa Minh Hằng và Trâm Anh, ca khúc Nàng Tiên Cá. 3, 2, 1. Yeah. Dễ thương, còn bên đây 8 cá heo, 2 con cá dễ thương. Ủa sao tự nhiên biết con bé tả cá heo mà đây tả cá ngựa vậy? Cảm nhận, suy nghĩ. Yeah. Con có phải tả cá heo không? Dạ không. Con có tả cá ngựa không? Dạ không. Cảm nhận, suy nghĩ. Đơm đặt về chỗ hai nàng tiên cá quá đáng yêu. Các cô chú nghĩ thế nào? Xin mời.
Hai con hôm nay có một tiết mục rất là xuất sắc. Từ đầu đến giờ cô coi tiết mục này là tiết mục mà vui nhộn nhất của chương trình. Và hai con ai cũng hát hay, ai cũng trình diễn rất là tự tin. Nhưng mà cô cảm thấy là bé áo đỏ trình diễn tự tin cả về giọng hát, vẫn vũ đạo của em. Nên là cô sẽ... cô thích bé áo đỏ sẽ hơn thiên chút bé xíu áo đỏ đúng không? Nhiều hơn. Ừ, bé Minh Hằng, màu xanh. Ai chọn màu xanh mời cô? Thực ra là khi mà hai con hát á, cô là cô ngồi cô bối rối luôn, cô không biết như thế nào mà đáng yêu cực kỳ luôn. Trời ơi, đây là một tiết mục mà cô thích nhất từ đầu chương trình tới giờ luôn á. Và cô chọn bé là tại vì thật ra là xét về phần giọng hát hay là phong cách á, thì cả hai bé đều có những ưu và khuyết điểm. Khi mà cô anh thấy á, bạn Minh Hằng rất là tự tin, coi như là con được sống với bài hát luôn, và con có một cái đầm màu vàng rất là hợp với nàng tiên cá nữa, nên là rất là nhiều yếu tố cộng lại nên cô chọn cho con giống cái đầm của cô, giống cái đầm của cô, hoặc cái đầm của cô nữa là cô chọn cho con. Tuy nhiên là dù ai thắng ai thua thì hai con cũng làm một tiết mục mà để lại ấn tượng trong lòng mọi người rất là nhiều từ đầu chương trình tới bây giờ. Chúc mừng hai con nha. Dạ, cảm ơn cô. Mời hai con lên đây với chú. Lại thêm một trận đấu làm cho các sứ giả âm nhạc nhức đầu bởi cái sự dễ thương duyên dáng của hai cô bé này. Con gái, cảm giác con bây giờ thế nào? Dạ, cảm giác của con bây giờ rất là hồi hộp. Và con rất là vui khi mà mình được hát một bài rất là sung để mang một cùng em, để mang một cái tiết mục rất là đẹp mắt cho khán giả. Đúng rồi, chủ yếu là một cái tiết mục mà chúng ta làm thật hay, thật tốt cho khán giả thưởng thức ha. Ta sẽ chờ đợi xem kết quả đến từ các vị sứ giả âm nhạc như thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu! Người chiến thắng là Jaman, ốc tiêu chúng ta. Đi con đi xuống. Yeah, thấy chưa? Mình phải tự tin vô chứ. Chưa gì hết. Chúc mừng con. Rồi. Thương quá à, cưng quá. Ủa, nãy nghe nói ai khóc đây vậy? Đây. Sao vậy? Khóc nước mắt đầm đìa. Có không? Ừ, con bé nó không kịp lấy năng lượng vũ trụ. Cái này đớp xuống rồi. Tại vì em có nói cái câu như câu thần chú đó đó. Câu đó là câu chùa ẻo đó. Thôi bây giờ mình chào đón con mình về đi Khang nha. Con. Mẹ Minh Hằng. Con cũng quá hay, quá duyên dáng, quá xuất sắc luôn rồi nha. Không buồn, qua bên kia mình ngồi cùng với các chị em ha. Anh Nghĩa, em đi về nha anh Nghĩa. Anh đưa em về, mà về chỗ ngồi. Ủa, em hết chứng minh rồi. Thì cũng phải ngồi đây coi người ta thi sao chứ. Đúng rồi. Đúng không em? Hồi nãy anh cười gương mặt tao quá mà. Nãy em cười người ta quá, bây giờ mình phải ngồi đây mình gặm nhấm. Mình gặm nhấm cái nỗi đau của mình, cái nỗi cô đơn của mình khi không ai bên cạnh đó. Bên đây ta còn tới hai chiến binh, Trâm Anh. Giờ không còn ai khác ngoài chị Như Quỳnh bên kia. Con có ngại khi mà mình phải thi đấu cùng với chị không? Dạ không. Vậy thì Như Quỳnh, con sẽ chọn bài hát nào? Dạ thưa chú, con sẽ chọn bài Điệu Buồn Phương Nam. Điệu Buồn Phương Nam. Bây giờ mới là tới con em chiến nè. Con ở đâu lên? Dạ con Cần Thơ. Đó, con hiểu chưa? Con hiểu ở đâu nè? Con đâu nè? Con đâu nè? Quê con ở đâu? Dạ ở Đắk Lắk. Dạ ở Đắk Lắk. Bên Kèo Xuồng lên, bên Kiểu Voi xuống. Rồi đi con, đây nghe nè. Mình cô đơn nha, ngồi im gặm nhấm nỗi buồn thôi, đừng nói gì hết. Cảm ơn. Và Như Quỳnh, thưa quý vị, đây là một ca khó. Nếu như Trâm Anh mà thắng thêm trận này nữa là coi như là đội con chiến thắng vô địch luôn, không cần chị phải ra nữa nha. Còn nếu như mà Như Quỳnh thắng trận này thì con sẽ tiếp tục đối đầu với người bạn còn lại của đội bên đây. Cả hai cố gắng lên, bởi vì đây là một ca khúc rất là khó của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Nhớ nha, chuẩn bị dồn hết tinh thần tập trung hát thật hay. Trận chiến giữa Trâm Anh và Như Quỳnh với ca khúc Điệu Buồn Phương Nam bắt đầu. 3, 2, 1.
cháu bay theo phương ngoài, bay về Trà Vinh, con cháu bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao hòa trái lên trong dạ muôn ngàn tâm sự, hát lên một lần để một đời xa. Gì duyên một tùm lum luôn. Sao vợ chồng nhà này dễ nổi da ghê luôn vậy nha. Ông nổi thiệt quá. Giữ vững phong độ con ơi. Khí công. Đã lấy năng lượng vũ trụ á. Tôi đừng có dạy mấy câu đó đi. Cái người không còn chiến binh đừng nói chuyện. Đừng có nghe lời nghe không. Ta nói năng lượng vũ trụ hoài cho nên giờ ngồi cô đơn mình á. Các cô chú nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi? Cái bài này không dễ hát nha. Cái phần trình diễn này thì lúc đầu cô nghĩ là sợ là bé áo đỏ hát không được. Nhưng mà bé áo đỏ cắt cái câu đầu tiên lên nghe hết hồn luôn á, không có nghĩ là một cô bé nhỏ xíu vậy mà hát dân ca nghe rất là mượt. Mặc dù thì nếu mà nói về ấm của cái dân ca thì bạn áo trắng hát có giọng gió pha vào thì nghe nó ra chất hơn, nhưng mà bé áo đỏ thì hát không có giọng gió nhiều, nhưng mà con hát con rất là uyển chuyển, con không có bị chinh phô, không có bị, nghe nó vẫn rất là mượt, nó không có ra chất hoàn toàn nhưng mà nó rất là mượt mà. Còn bé áo trắng thì hát có giọng gió, nhưng mà do là con còn nhỏ cho nên là cái cách xử lý giọng gió của con nó chưa có thuần thục á, cho nên là nghe giữa giọng thật với giọng gió của con nó vẫn chưa có được smooth, được mượt mà cho lắm. Nhưng mà đó chỉ là do con còn nhỏ thôi. Con bị tâm lý đó đúng không? Đúng không? Mình lên sân khấu mà bị tâm lý là mình sẽ rất là dễ bị thua, cho nên là con hãy tự tin. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, đây có thể là cái trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay nếu như Trâm Anh giành chiến thắng. Còn nếu như Quỳnh thắng thì vẫn còn một trận nữa sẽ diễn ra giữa Trâm Anh và cô bé còn lại. Con nghĩ thế nào? Con cũng hơi buồn một xíu. Tại sao con buồn? Thì hôm nay giọng con nó hơi khàn khàn, cũng một phần tâm lý nữa, với lại giọng con mấy bữa rồi con tập nhiều quá nên nó khàn khàn. Tập nhiều cho nên mình khan tiếng chút xíu phải không? Thôi không sao, cứ tự tin nào. Còn Trâm Anh, con hài lòng với phần trình diễn vừa rồi của mình chứ? Dạ, hài lòng. Vậy bây giờ con có tự tin đứng đây không? Dạ, không. Mời chú Thanh Duy. Mời chú rắn lên. Con muốn mời thủ lĩnh của con không? Dạ có. Mời cô Kali lên đây. Mời cô Ly lên. Dạ thưa quý vị, số phận đang bài. Hai vợ chồng đối đầu với nhau ở một cái trận đấu quyết liệt này. Bây giờ bên nào rơi xuống thì bên kia cũng sẽ luyến tiếc. Chắc chắn sẽ có một người ra đi, một người ở lại. Người đó là ai? 3, 2, 1. Hồi nãy bắt đầu. Tôi khóc trong khang chi không biết nữa. Giờ cả hãy lấy năng lượng. Kéo sơn, sóng xa
Xin cảm ơn Minh Thiện và Thiên Quý với ca khúc Mà Nhớ Thương Nhiều. Đã hoàn thành ca khúc Đèn Khuya. Mời hai em vào trong. Khánh Linh.
Của đội huấn luyện viên nghệ sĩ Đại Nghĩa, ca sĩ Cẩm Ly Minh Tuyết đã hoàn thành phần thi của mình. Và bốn cái tên sẽ bước tiếp cùng với các vị huấn luyện viên của mình. Đó là ai? Trước khi đến với quyết định này thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe những sự tư vấn, những chia sẻ sau khi theo dõi phần thi của các bé. Đầu tiên xin mời gia đình Vũ Trang. Hình như cái vòng này mấy cháu hát đúng với sở trường của mình hơn. Đây là những bài mà mấy con đã quen thuộc rồi, cho nên hát một cách rất là thoải mái, rất là thấm. Cho nên là tiết mục nào chú cũng ngồi đây và enjoy giống như là đang đi xem một cái chương trình đài nhạc hội vậy, chứ không phải là thi thố nữa. Cho nên là chú xin chúc mừng hết bốn đội. Hy vọng là ai may mắn được vào trong thì cũng sẽ tiếp tục tỏa sáng như thế. Còn ai mà không may mắn ra về thì cũng an tâm, vì nãy giờ theo những gì chú nghe được thì mấy con hát rất hay và rất tuyệt vời. Rồi bây giờ thì với Thu Trang thì nãy giờ trong số 4 tiết mục này thì Trang thích nhất cái phần biểu diễn nào? Copy bass. Tức là mở một đơn như trên. Dạ, dạ. Như trên. Rất ngắn gọn và đủ dễ hiểu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang. Cô thấy là Wendy Khánh Linh, tụi con là một cặp mạnh, nhưng phần trình diễn vừa rồi tụi con không ổn định. Wendy, bài này giọng con mờ, có thể là do chọn bài nhưng con phải để ý ha. Còn Khánh Linh á, bài này thì giọng con rất là vang, có thể là con hát mấy cái thể loại mà mấy cái bài có giọng cao đó là phù hợp với con. Rồi, còn hai cái bạn nhỏ thì rất là đáng yêu, tụi con sẽ góp phần lấy cái sự ủng hộ của các bạn nhỏ, tại tụi con nhỏ, các bạn nhỏ sẽ thích tụi con hát rất hồn nhiên, nhưng mà cũng phải bình tĩnh lại chút xíu, hát mic điều khiển này kia cho kỹ lại. Đó, cho nên đối với cô, trong bốn cặp này, hai cặp cô vừa phân tích là hai cặp nhỉnh hơn chút xíu. Còn hai cặp lại là gì? Cái cặp hai bạn áo hồng, tụi con hát phải lột tả được thêm cái bài hát. Bài hôm nay tụi con thi, giọng hát tất cả mọi thứ được lắm, nhưng mà chưa có thể hiện mình rõ bật hơn các bạn. Cái đó là cái tụi con phải để ý. Còn hai bạn nam, cái cô tiếc cho cô Cẩm Ly với chú Đại Nghĩa là bên đây á, là mạnh là về dân ca. Thì dân ca tụi con đi theo cô Cẩm Ly, tụi con sẽ học hỏi rất là nhiều điều, nhưng mà hai đứa con cũng chưa có bật được hết. Tuy nhiên tụi con vẫn là một cặp song ca nam, giọng hòa được. Cho nên á, theo cô là hai cặp nữ bên tay phải này vẫn là cặp mạnh hơn. Nếu là cô sẽ chọn hai bạn này. Nhưng mà cô góp ý thêm cho chú Đại Nghĩa với cô Minh Tuyết với cô Cẩm Ly là cặp nam cũng là một cặp
cũng nên cần ứng thiết. Ứng cử viên à? Đúng rồi, cho nên mọi người phải suy nghĩ thật là kỹ lại. Xin được cảm ơn ca sĩ Đăng Trang. Và bây giờ sẽ là quyết định của nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Chắc chắn là nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng đã tư vấn ca sĩ Cẩm Ly rồi đúng không ạ? Nên chắc cũng có những cái suy nghĩ chia sẻ của mình. Cho cô hỏi tí nè, nếu lỡ Phương Vi con rớt, con có hết cười không? Sao vậy? Sao Minh cô, Tuyết? Cô Tuyết hỏi khó. Sao quá vậy? À? Khó quá à. Cô Tuyết hỏi cô quá. Cô hỏi như vậy đó. Cô Tuyết hỏi nè con. Cô Tuyết làm khó con rồi. Dạ có. Không, có nghĩa là con chỉ bớt thôi chứ con không khóc, con vẫn cười đúng không? Như con sẽ cười mà chảy nước mắt đúng không? Dạ. Ôi, ngay cả khi trả lời cái cơ miệng nó cũng dữ luôn. Nó vẫn cười. Nó cũng không khép lại. Cô, nãy giờ cô mỏi miệng vì con cười quá nên cô cứ thay bị lay á, cô cười theo con nè. Dễ thương quá, chịu không có nổi. Duyên dáng dễ thương vô cùng. Cô nói đùa thôi chứ không phải nói là con rớt nha. Cô chưa có nói quyết định gì hết. Nhưng mà vì cô thấy con cười tươi quá, dễ thương quá nên cô mới hỏi một câu như vậy. Cô gặp gỡ tụi con rất ít. Chỉ có dòng trước với dòng này thôi. Và cô cảm thấy rằng là tuổi trẻ bây giờ giỏi quá, hay quá, tuyệt vời quá so với các cô ngày xưa. Hát rất là hay, diễn rất là tốt. Và cô nghĩ rằng là khi các con đã vô đến dòng này rồi là các con đã vượt qua rất là nhiều các bạn khác. Dù cho các con có đi tiếp hay ở lại thì các con đã là thành công rồi. Và đây chỉ là một cái bước ngoặt rất nhỏ trong cuộc đời của các con ca hát. Cho nên á, nếu mình có rớt thì hãy lắng nghe những gì mà các con học được trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này để các con làm hành trang để mình tốt hơn nữa. Hôm nay mỗi người mỗi vẻ, các con hát thật sự có bạn vẫn giữ vững phong độ nhưng có bạn lại tụt phong độ. Cho nên cô Cẩm Ly và chú Đại Nghĩa sẽ không có lấy nguyên một cặp được, sẽ tách ra và sẽ quyết định ai sẽ là người đi tiếp và bạn diễn mà mình đã diễn mấy bữa nay, mấy ngày hôm nay, mấy vòng này sẽ phải ở lại. Thì điều đó cô nghĩ rằng là sẽ rất buồn, nhưng mà không nên buồn cả. Nó vẫn cười kìa. Nhạc ở đằng sau đánh rất là buồn. Cháu không nói rất chị là Tuyết buồn. À, không phải cười đâu. Cháu nào khóc? Cháu đang cười là cháu đang khóc đó. Ủa con đang khóc với con cười vậy con? Cháu đang khóc. Con làm cô hoang mang quá. Có con, không? Cháu run người luôn. Không đó. Có, đang cười. Đang cười. Chú Vũ à. Chỉ cháu có là nó hơi héo héo không, chút không thôi. Nước mắt đang chảy ngược vào trong. Trời ơi. Tại sao cô không thấy ơi. Mà các cô khác thấy vậy? Tại cô bị cận. Cô nhớ cô đeo công tắc len rồi mà. Cho phép Nguyên Khang sẽ mời nghệ sĩ Đại Nghĩa công bố hai cái tên và ca sĩ Minh Tuyết sẽ công bố hai cái tên. Sao tự nhiên bữa nay có một số bài hát nó giống với tâm trạng của mình quá. Hai quê một nỗi niềm. Ở đây chúng ta không phải chỉ là hai quê đâu mà nhiều nơi chúng ta cùng có một cái nỗi niềm chung với nhau, có một cái niềm đam mê chung với nhau, cho nên chúng ta mới có mặt ở đây. Trải qua một khoảng thời gian chúng ta cùng ở bên nhau, cùng làm việc và cùng cống hiến cho quý vị khán giả những tiết mục thật là hay. Nãy giờ cô Tuyết, chú Nghĩa và cả cô Cẩm Ly nữa rất là đắn đo với cái quyết định này của mình. Và người đầu tiên mà... Trời ơi. Ôi cái nhạc hại cười dễ sợ. Cười lên mấy con. Trời ơi cái nhạc nghe rầu quá. Để Đại Nghĩa giật. Người đầu tiên mà chú Nghĩa muốn... chúc mừng. Nó cười kìa. Cho nên con cứ tiếp tục cười. Bởi vì cái nụ cười của con nó lan Ồ, tỏa dạ. tới mọi người một cái nguồn năng lượng tích cực lắm. Điều đó rất là cần thiết nhạc trong những chương trình của chúng ta. Cô cháu cười tươi quá. Như cái này bị phản ứng ngược. Cái này phản ứng ngược. Nó cười quá. Cái này là hiệu quả tốt chứ đâu phải phản ứng ngược đâu. Mình Đúng cần rồi. Mấy cháu vui và lạc quan như thế này. Chú thích điều đó. Chính vì thế, Phương Vi, con hãy đi tiếp cùng với cô chú nha. Xin chúc mừng Phương Vi. Cái nụ cười quan trọng quá hả? Nụ cười lạc quan á, nó kéo theo sự lạc quan. Đúng thiệt. Tiếng đàn bầu nó réo rắt.
mà anh có thể thấy được em rất phớt phơi phới. Xin mời anh Đại Nghĩa. Bạn thứ hai mà chú sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bạn ấy là một cô gái. Anh Nghĩa, Nghĩa ơi, dạ? Em nói sao mà em nó cười hoài vậy? Càng nói càng cười kìa. Bé nó vui, bé nó được đi tiếp nó để vui. Cô lên, cô ôm con để cô giảm lên cái dây con. Cười của con. Con cười quá, con cũng cười theo. Đừng cái cười nữa con, cười tại sao con cười dữ vậy? Đây nè, nguyên nhân hậu quả là cái đàn bầu này nè. Nó cứ cười, con tại sao con cười dữ vậy? Cái đàn bầu người ta chia tay buồn, người ta chia tay buồn muốn chết. Đừng có cười nữa. Để không, mấy cháu cười vậy là tuyệt vời. Vũ cảm thấy đây là một cái điều ok. Và người tiếp theo mà chú muốn đi tiếp đó là một bạn nữ, đó chính là Bích Tuyền. Xin chúc mừng Bích Tuyền. Cô Tuyết đứng đó đi để chú Nghĩa lên cùng với cô Tuyết luôn. Chú Nghĩa sẽ giới thiệu thêm một người bạn nữa sẽ đi cùng với chúng ta trong chương trình này. Và chú Nghĩa nghĩ rằng khi mà kết hợp với một trong hai cô bé này sẽ rất là phù hợp, sẽ tạo thành một đôi song ca rất là duyên dáng và dễ thương. Đó chính là Minh Thiện. Đây, quý vị nhìn đi, thấy cưng không? Rồi, đó là Minh Thiện. Chúc mừng con nha. Tiếp theo, người cuối cùng của Tuyết. Bây giờ cô hỏi con nè, sao tại sao con chưa được đậu mà con cũng cười dữ vậy? Hả? Hả? Cười to thế. Con với bạn tập bao lâu rồi? Phải một tháng rồi. Một tháng rồi. Nếu bây giờ con phải hát với bạn khác, con có nhớ bạn cũ không? Con có buồn không? Dạ có. Buồn nhiều không? Nhiều. Vậy con có thích bạn cũ không? Dạ có. Con thích nhiều không? Dạ nhiều. Vậy bây giờ con có thể nắm tay bạn cũ đi tiếp chặng sau không? Dạ có. Chúc mừng. Đã bước tiếp cùng với huấn luyện viên của mình. Có cả nụ cười, có cả nước mắt. Và dù cho kết quả nó như thế nào đi nữa, chúng tôi tin chắc rằng đây là những gương mặt đã thể hiện rất xuất sắc, rất tốt trong 4 tiết mục vừa rồi. Xin chúc mừng 4 chiếc vé đã giúp cho các bạn đi tiếp. Và cũng xin cảm ơn những thí sinh còn lại. Các bạn đã đến với tuyệt đỉnh song ca nhí. Cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Những người chiến thắng đã có thể tiếp tục hành trình của mình. Và những thí sinh phải dừng lại đều đã sót những kỷ niệm từ chương trình. Đó sẽ là hành trang quý báu cho các thí sinh nhí của chúng ta. Tiếp theo, các thí sinh của đội Dương Triệu Vũ, Thu Trang đã sẵn sàng cho phần thử thách của mình. Thí sinh nào sẽ thăng hoa, tỏa sáng và giành lấy cơ hội cho mình? Hãy cùng chờ đón trong ít phút nữa.